mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hôm nay thì em sẽ mang tới cho anh chị và các bạn một siêu phẩm hạng sang giá cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc Mercedes-Benz E200 sản xuất năm 2018 là một mẫu xe thương hiệu hạng sang của Đức với thiết kế ngoại thất và nội thất với nhiều tính năng tiện nghi cao cấp để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ô tô chất địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Tránh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ mang lại cho anh chị và các bạn đầy đủ các thông tin về chiếc xe E200 sản xuất 2018 này. Xe làm bánh với quãng đường là hơn 64.000 km, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng, cam kết cho anh chị và các bạn là xe nguyên bản, không đâm đụng, không gặp nước, máy móc còn nguyên zin, có hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe. Thời gian vay lãi suất cụ thể chi tiết thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết cho các bác có thể tham khảo. Với chiếc xe E200 này nó sẽ cạnh tranh với các đối thủ như là BMW Series 5 520i hay là Audi A6 Lexus ES 250. Đấy, không gian bên trong nó thì có một cái không gian cốp rất là rộng rãi. Những đường nét về keo chỉ, đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì theo nhà sản xuất công bố thì nó khoảng 7,5 lít cho đường đường trường còn 10 lít cho khoảng đường điều kiện di chuyển trong phố một cái mức tiêu hao nhiễu đáng rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc cho cái khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ của chiếc xe này đây là những cái đường nét về hệ thống dọc thân xe gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ kính được dán kính màu thảm trải sàn được trang bị đầy đủ những đường nét về phần cánh cửa hệ thống tap bọc da ốp gỗ và loa của phiên bản này thì vẫn sử dụng là loa thường thôi chưa được sử dụng là loa boom anh chị nhé Bên là những phần như là hệ thống cánh cửa có xem che lắng này rồi những phần con ốc bản lề tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao tổng quát chi tiết về tay nắm cửa này nơi sử dụng nhiều nhất để anh chị và các bạn có thể đánh giá được cái độ hao mòn của chiếc xe này bên trong đây là với những phần con ốc bản lề và những các chi tiết bậc lên xuống hệ thống ghế ngồi của chiếc xe với ghế da cao cấp mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi có trang bị bệ thì tay cửa gió điều hòa trung tâm ba tựa đầu giảm chấn các chi tiết về trần xe anh chị và các bạn có thể ngắm nghía tham quan qua khi chị và các bạn cần em chụp lại chi tiết chỗ nào hãy liên hệ em ngoài ra vì hai bên cánh cửa nó cũng đều có trang bị cửa gió hai bên Đấy. những tiện nghi option của chiếc xe nó rất là nhiều để kể ra thì nó rất mất thời gian anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các anh chị và các bạn có thể tham khảo những cái tính năng an toàn cơ bản như là abs, ebd, ba, esp, asr hay là hỗ trợ khởi hành ngang dốc đổ đèo cảnh báo va chạm cảnh báo điểm mù đều có trang bị đầy đủ bấm chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét anh chị nhé. Bên trong đây là những phần con ốc bản lề và những cái phần bậc lên xuống. Hệ thống ghế ngồi, chỉnh điện, có bơm hơi lưng. Những cái chi tiết như cột kèo, rong cao su, tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Chất lượng từ những cái phần má ghế là anh chị và các bạn có thể đánh giá được rồi. Cùng với những cái phần như là hệ thống vô lăng, những điểm cánh cửa để anh chị và các bạn có thể đánh giá được cái độ đồng đều độ hao mòn của chiếc xe Đối với phần tút bát này rồi là hệ thống đồng hồ thiết kế designer màn hình dài rồi là có trang bị vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lẫy chuyển số cần số sau vô lăng và rất nhiều tiện nghi option khác nữa để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm những cái chi tiết nội thất bên trong tính năng phím bấm chức năng của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng để anh chị và các bạn có thể dễ dàng thao tác với một cái không gian nội thất rộng rãi thoải mái ghế da cao cấp chỉnh điện có nhờ ghế và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham qua về không gian khoang lái của chiếc à, khoang động cơ của chiếc xe chị nhé với chiếc xe thương hiệu hạng sang của nhà mẹc thì nó vẫn có trang bị cả cửa hít đầy đủ xe sử dụng khối động cơ um, 2.0 lít có khả năng vận hành ổn định và êm ái. Công suất của chiếc xe có thể đạt tới là 184 mã, mô men xoắn có thể đạt tới là 300 Newton kết hợp với hộp số tự động uh, 9 cấp, 9G-Tronic, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km chỉ hết uh, khoảng 7,7 giây thôi. Với tốc độ tối đa của chiếc xe có thể đạt được là 240 km h và tâm giá của chiếc xe là 1 tỷ 090 triệu còn thương lượng.